Rồi cả nhà ơi, sau khi mình đã giới thiệu xong vấn nhà ha, vườn nho của anh Ba Tuấn, bây giờ chúng ta sẽ đi tới một cái khu du lịch sinh thái cũng ở trên Hồng Ngự này. Đó là khu du lịch sinh thái Tiên Định. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng theo chân mình đi tới khu du lịch sinh thái đó nha, để xem khu du lịch sinh thái đó có gì mới mẻ hay không nha. Rồi cả nhà ơi, vậy là mình đã lên bến phà Long Khánh rồi cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua bên Long Thuận nha, để đi đến khu du lịch sinh thái Tiên Định. Nói chung thì do mình đi Google Maps nó chỉ mình cái bến đò bên kia thì nó không có, nhưng mà mình phải hỏi người dân thì mới chỉ ngược xuống bến đò bên đây. Con sông mà chúng ta đang sắp sửa qua này cả nhà, đang qua thì nó khá là rộng lớn luôn á. Nãy đi cái bến đò chúng ta đậu thì nó không có lớn lắm, nhưng mà con sông này thì quá rộng và quá lớn luôn cả nhà. Rất là nhanh thôi cả nhà, chắc khoảng chừng 7 phút thôi bây giờ mình đã qua được bên sông bên bờ bên kia rồi. Đây thì cái đường lên nó hơi nhỏ, đường lên phà này cả nhà. Rồi cả nhà đợi mình tí nha, rồi chúng ta lên thôi cả nhà. Mình muốn cho cả nhà cảm nhận về cái cảm giác lên phà chân thật nhất đây. Ây da, rồi chúng ta sẽ gửi tiền ngay tại đây. Của em nhiêu chị? Trời, cảm ơn chị. Chị có 4.000 thôi cả nhà. Một cái con sông rất là rộng luôn, so ra là cái giá như vậy là quá tốt. Rồi bây giờ thì cả nhà đợi mình tí nha, mình mở cái bản đồ lên lại, bây giờ mình sẽ xem chúng ta sẽ đi đường nào đây. Đi đến khu du lịch sinh thái Tiên Định. Rồi chúng ta chạy thẳng tiếp tục thôi cả nhà. Để mình xem địa chỉ bên đây nha. Bên đây là ấp Long Thạnh, Long Thuận, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Nay mình dắt cái nhà đi khai phá nhiều địa điểm quá ha. Nó nằm ở một cái chỗ rất là xa luôn. Nghe Đồng Tháp thì cũng gần, mình nghĩ đây là một trong những địa điểm mà xa ở Đồng Tháp đó. Rồi khi nào mình gần tới khu du lịch sinh thái Tiên Định thì mình sẽ quay cho cái nhà xem nha. Cả nhà ơi, bây giờ mình đang dắt cái nhà ở ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nha cả nhà. Còn khoảng chừng là 1 km nữa thì chúng ta sẽ đi đến khu du lịch sinh thái Tiên Định. Thì mình cũng quay cho cái nhà xem để cái nhà có thể là hiểu rõ về cái nếp sống sinh hoạt của những người dân ở gần khu du lịch sinh thái này, để trước khi mà chúng ta vào tìm hiểu sâu về khu du lịch sinh thái thì cả nhà cũng có thể là nắm rõ chi tiết một tí, đúng không ạ? Ở đây thì mình thấy là những cái người dân mà bán những cái phụ kiện đó cả nhà, hoặc là những đồ ăn thì họ sẽ đẩy xe đẩy đồ. Gần như là mình chạy trên đường này là mình trong cái buổi trưa ngày hôm nay thì mình không có thấy họp chợ. Chắc có lẽ là họp chợ vào buổi sáng chẳng hạn, ở một cái khu vực nào đó. Thì như là mình cũng nhớ là cả nhà có rất là thích tham quan về nhà, một cái đoạn đường khi mà đi đến một cái địa điểm nào đó. Đây cả nhà xem thấy không? Đây có một cái ống khói luôn này cả nhà. Vậy không biết bán món gì đây.
nói chứ giờ mình no quá, mình không quay đi, mình không quay giới thiệu nổi món ăn cho cả nhà nữa. Sáng công nhận mình ăn chỉ có nhiêu đó thôi, mình no tới giờ luôn đó cả nhà. Rồi mình đã thấy một cái bảng chỉ đường nha cả nhà, khu du lịch sinh thái Tiên Định. Đây, đây là có các trò chơi nhân gian, hái trái cây tại vườn, chèo xuồng, câu cá, ẩm thực. Ta sẽ quẹo vào. Cái đường khá nhỏ cả nhà, mình hơi bất ngờ. Đây là có một cái cổng chùa giác quan nha cả nhà. Wow, khu du lịch sinh thái nằm ở trong đây rồi cả nhà. Đường này thì mình nghĩ chiếc xe lớn thì vẫn chạy được đó. Đây là một cái ngôi chùa, chùa Sát Quan, chùa Lá số 17. Đây có một ngôi trường học cả nhà, trường cấp 2, trung học cơ sở ở Phú Thuận A. Những cái bàn đã bắt đầu là, cái vườn bắt đầu là nở hoa cả nhà. Bây giờ cô vừa sinh thái của chúng ta nằm ở đâu? Trồng khá là nhiều cái cây này không biết, phải cây sari không, mình nhìn từ xa mình nhìn thấy không rõ lắm. Đường chúng ta vào thì một bên trồng dừa, một bên trồng tràm nữa cả nhà. Mình nghĩ là khu du lịch sinh thái này chắc là ít có ai mà quay giới thiệu cho cái nhà được biết thôi mà. Vậy là khai trương là mình thấy là ngày 1 tháng 1 năm 2024 nè cả nhà. Đây có một cái bảng khai trương. Mình xin nhắc lại với cái nhà nha. Chúng ta ở đang ở khu du lịch sinh thái Tiên Định, ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Đây mình thấy có cái trò chơi nhân gian nè, cầu lắc, cầu khỉ, cầu kiều, đu dây, hái trái cây tại vườn, chèo xuồng, ẩm thực, câu cá giải trí. Bây giờ chúng ta sẽ vào gửi xe thôi. Nhà đợi mình tí nha. Rồi chúng ta vào thôi cái nhà. Nhà đường khá là trơn luôn.
À, cho em hỏi khu du lịch mình có mở không chị? Dạ, có. À, dạ rồi. Đậu đậu xe đâu chị hả? Đậu ở đâu à, con? Ở đây được không? Đậu đây hay đằng kia? Rồi vậy là chúng ta chạy vào trong đây gửi xe nha cả nhà. Mình thấy đang được đầu tư thêm. Ồ, bãi dưới xe này mát mẻ lắm luôn cả nhà. Điều chiên ngang nhiều quách như vậy nè, mát lắm. Rồi cả nhà, sau khi mình đã gửi xe rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào trong khu du lịch sinh thái Tiên Định nha, để mình xem ở bên trong khu du lịch sinh thái Tiên Định này nó sẽ có gì để mình giới thiệu cho cả nhà được biết. Trước tiên thì giờ mình thấy cánh đồng lúa là vừa được thu hoạch một thời gian rồi. Mình nghĩ cánh đồng lúa này nếu mà chín ha thì sẽ rất là đẹp đây. Đây là chúng ta sẽ có một cái đường nữa. Cánh đồng qua cánh đồng chống chống không ạ, con đường chống chống. Rồi chúng ta mua vé thôi. Rồi, chào em. Cho anh một vé. Vé của mình là bao nhiêu em? Dạ, vé 30 ạ. À, cho anh gửi. Rồi. Cái thời gian mở cửa của mình là từ mấy giờ tới mấy giờ em ha? Từ 7 giờ đến 6 giờ là nghỉ thêm vé. À. 6 giờ mở cửa cho khách vô uống cà phê miễn phí. À, buổi tối là có bán cà phê nữa ha? Dạ vâng. Ok, anh hiểu rồi. Hình như là của mình cũng mới khai trương đây thôi đúng không? Dạ, khai trương buổi 1 thôi. À. Tết Tây. Vậy là 7 giờ sáng tới 8 giờ tối. À, 6 giờ tối phải không ạ? Ok, cảm ơn em. Rồi sau đây chúng ta sẽ cùng vào thôi. Tiên này em. À. Rồi chúng ta sẽ cùng tham quan cả nhà. Chúng ta vừa bước vào thì chúng ta sẽ thấy những cái trò chơi nhân gian như chỗ này đây. Đó. Đi cầu khỉ cho nó cả nhà, cầu lắc đồ. Cây tơ hồng đây. Khu vực đây thì mình thấy là có một cái quán cà phê. À, ẩm thực nữa. Sẽ được bên đây. Nhà vệ sinh thì đi hướng này. Chúng ta đi một vòng ở dưới trước nha cả nhà, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng đi lên trên nha. Đi tham quan. Đây, trước khi chơi những trò chơi nhân gian thì chúng ta sẽ mặc áo phao ha. Đây có một cái vườn hoa, à hoa này gọi là hoa sim này cả nhà. Vườn hoa sim. Đây chúng ta sẽ có một cái vườn dâu Đài Loan. Wow, khá là bất ngờ đây cả nhà. Một cái cây lựu đang cho trái rất là đẹp luôn. Để giới thiệu với cả nhà nha. À, trái lựu này là trái giả thôi nha, cây lựu thật mà trái thì trái giả thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đường đi là hoa dừa phải không ạ? Ở đây là mình có thể thấy được là cho thuê âm thanh di động, lò kèo kéo nha, 80.000 một giờ. Đây là khu vực nhà ăn. Câu cá giải trí thì là 40.000. Là món ăn tính ký. Ở khu vực nhà ăn nha. Chung nhìn thì cũng khá là mát mẻ. Chúng ta đi tiếp thôi. Vật nhà nằm nghỉ ngơi ha. Bên đây mình thấy có một chữ nôm cá này. Nhà ăn này là nhà ăn thứ hai. Ta đi một vòng tiếp. Chưa biết cái khu vực vườn trái cây sẽ nằm đâu đây. Ủa, cái vườn trái cây nằm đâu anh hả? Trái cây dâu nữa. Mà ăn ở ngoài. À, bên kia ha. Đâu mà
Cho nhà xem lại nha, tổng quan một lần nữa nè. Rồi, chúng ta đi một vòng nha cả nhà. Đây là chúng ta sẽ có những cái điểm mà ngồi ăn uống dưới sông này cả nhà. Sau đó cũng rất là đẹp đó chứ. Thiết kế ý tưởng là mình thấy là đẹp đó. Đẹp nha cả nhà. Ta xem vườn cây ăn trái có gì nha. Trong ngày hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2021. Trong đây thì khá yên tĩnh cả nhà ha. Trước mặt của chúng ta là mình thấy một cái bảng để là vườn táo. Mình xem có trái táo nào không nha. Mời cả nhà ăn luôn. Đây vườn táo này cả nhà. Nói chung là trước tiên cảm giác đầu tiên của mình là rất là mát nè. Chúng ta tới khu vực vườn táo. Táo ở đây những cái cây rất là to này cả nhà. Thân cây nè. Cho cả nhà xem. To lắm. À đây mình thấy bông này cả nhà. Ủa. Cây này cây táo. Cây trái gì cả nhà ơi. Táo này nó hơi lạ lạ. Nó không có giống cái táo xanh của mình mà nó là một cái giống gì đó. Nhà thấy không? Nó có rất là nhiều nhánh nè. Nhưng mà nó tạo ra một cái không gian mát mẻ khi chúng ta đi vào đây. Mát thật sự cả nhà. Ủa cái này cái giống cái cây dâu tầm ăn quá cả nhà hả? Không biết trái gì rất là lạ luôn. À, vậy là những cái cây này được trồng xen kẽ vào cả nhà. Chắc là mùa này chưa phải là mùa táo á. Rồi đi đây mát thiệt cả nhà. Rất là dễ chịu khi mà mình đi vào đây. Đây cũng khá là khéo léo ha. Được tạo những cái trông trống với đầy đủ màu sắc. Vàng, đỏ, hồng, xanh, cam, tím. Thôi chúng ta tranh thủ đi nhanh nha cả nhà. Tại vườn táo này thì chắc mình đi chưa ngày mùa. Có chim nữa cả nhà. Mình thấy bên đây nè, cũng có rất là nhiều cái loại cây trái khác. Mình thấy có cây vú sữa nữa. Ôi cái vườn táo này thật sự nó quá dài. Nó quá dài luôn á nha.
Bên đây là một cánh đồng lúa cả nhà ha. Bên đây mình thấy có mận nữa, còn biết có trái không, có mít nữa. Mít thì mình thấy có trái đó. Rồi chúng ta đi hết khu vực vườn táo rồi. Khu vực này này có những cái bông hoa tím cũng rất là đẹp nè. Quay giới thiệu cho cả nhà xem luôn nha. Đây rất là giống những cây nho. Đây phải khu vực vườn nho không chị? Rất giống những cái nho mà mình vừa quay. Như là chúng ta sẽ có vườn táo, vườn nho. Có mít này cả nhà, chuối sữa. Ở khu vực này là khu vực nghỉ ngơi này cả nhà. Ở đây thì mình thấy là hai bên cũng là trồng những cái nho rất là nhiều. Hiện tại chắc nó chưa đủ cái ngày tháng này nên nó chưa có trái thôi. Rồi chúng ta có võng nghỉ ngơi cả nhà ha. Có bàn uống nước đồ. Khu vực này thì mát nhưng mà không có mát bằng bên vườn táo. Vườn táo thì nó có cây xanh hơn. Nhưng mà nho nếu mà lớn ra thì chắc là cũng sẽ rất là mát đây. Rộng lắm cả nhà. Mình đi nãy giờ cũng khá là mỏi chân rồi đó. Những cái nào mà nó đẹp đặc biệt thì mình sẽ quay lâu một tí ha. Còn cái nào mà nó chưa đẹp thì mình sẽ đi nhanh hơn tí. Lúc này thì chúng ta lại tiếp tục có một cái điểm check-in nữa cả nhà ha. Hoa sim tím đây. Mình lại muốn đi tiếp một cái vòng xem bên đây là nó là cái cây gì. Nói chung thì cả nhà muốn tìm một nơi nghỉ dưỡng thì mình nghĩ ra đây là thích hợp đó. Rất yên tĩnh luôn. Chỉ có nhạc thôi, cái quán cà phê mở hơi lớn tí. Thì chúng ta có thể là yêu cầu dạng nhỏ lại hoặc mở những cái ban nhạc mình yêu thích. Khu vực này là rồi chúng ta thử qua vườn mận xem như thế nào vậy cả nhà. Nói chung thì mình thấy có rất là nhiều loại trái cây đó ở trong cái khu du lịch sinh thái Tiên Định, nhưng mà nó chưa có đủ độ lớn, như chưa có ra trái nhiều lắm thôi. Ôi, con cầu này đi nó hơi lắc tí nghe.
Qua sim nữa cả nhà. Khu vực này là khu vực ăn uống cà phê. Chắc có lẽ là cây những cây seri như vậy cả nhà ha. Chúng ta đi tới khu vực này để xem cái những trái mận nha. Mình nghĩ là chắc sau một thời gian nữa thì khu Tiên Định này những cái cây nó lớn á thì chúng ta mới có thể là có những trái cây để chúng ta ăn. Đây thì mình thấy có nhãn này cả nhà. Còn cây này thì mình không biết cây gì đây mà nó xum xuê quá trời luôn. Biết phải cây bơ không ha. Nói chung mình thấy là quy hoạch là trồng cây ăn trái là nó rất là tốt rồi đó. Ở khúc bên đây là nãy chúng ta đi ngang đó. Đây là bưởi nha cả nhà. Bưởi với chanh rồi đó. Rồi chúng ta đi qua cái khu vườn này, khu vườn nè. Mận nha. Mận đây thì mình thấy có trái đó nhưng mà chưa có lẽ là nó còn rất là nhỏ. Thôi cũng mời cả nhà ăn thử trái mận luôn. Nói chung nó còn nhỏ xíu rồi cả nhà. Giờ mà ăn thì nó cũng chát thôi. Dù trái thì nó rất là nhiều. Thôi chúng ta đi thôi. Khu vực này là vườn hoa hướng dương đó cả nhà. Còn bên đó thì mít với vú sữa. À vú sữa mình thấy cầu bộ có lý à. Vú sữa có trái này nha. Mặc dù nó rất là thấp. Thôi mình qua bên đây. Qua bên vú sữa đi. Đây cũng có một cái cầu để đi qua nha cả nhà. Cây trứng cá huyền thoại nữa nè. À đây có cây sầu riêng nữa cả nhà. Đây. Đây chắc có lẽ là cái vườn mà mình tìm kiếm nãy giờ đây. Vườn vú sữa và mít. Mít này chắc mít Thái quá. Thấp chủng luôn cả nhà. Mà trái của nó thì khủng khiếp luôn. Cho nhà xem nè. Vậy là mình thấy là đây là vú sữa với sầu riêng là sẽ được trồng xen kẽ với nhau ha. Cây này rất là nhỏ nhưng mà chứ vú sữa này cả nhà. À, cũng khá là to, bóng bẩy đúng không ạ? Còn đây là khu vực vườn táo mà nãy chúng ta đi ngang đó. Cây vú sữa này cả nhà. Trái đó. Mình kiếm trái nào nó to to ha, mình mời cả nhà ăn chung với mình nha. Mình thấy cũng có nhưng mà vú sữa thì nó cũng chưa có bự lắm cả nhà. Trái thì nó cũng có vài trái, tại vì cây nó cũng chưa lớn lắm. Nhưng mà mình nghĩ những cây này lớn lên là chúng ta ấy mờ xỉu luôn á. Nó còn nhỏ quá thì mình không nỡ hái. Rồi ở đây thì mình thấy có những nhà ăn thì chắc chắn là có những cái món ăn uống cho cả nhà rồi. Nhất là cái quán cà phê mở vào buổi tối nữa. Thì là chúng ta cũng có những cái địa điểm mà tụ họp bạn bè phải không ạ? Vậy là mình đã giới thiệu xong với nha. Khu du lịch sinh thái Tiên Định. Nằm tại Phú Thuận A, xã Phú Thuận A, huyện
Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Thì mình thấy là cái khu du lịch này chuyên về những cái loại cây ăn trái, cũng có những cái tiểu cảnh để chúng ta có thể là chụp hình lưu giữ khoảnh khắc kỷ niệm của bản thân, gia đình và bạn bè. Nhưng mà nếu mà cả nhà có muốn tìm một nơi mà khu du lịch sinh thái mà nó yên tĩnh, nên thuộc dạng là nghỉ dưỡng đó, thì đây là một trong những sự lựa chọn nha cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sớm nhất. Chào tạm biệt cả nhà. Rồi cả nhà, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong chỗ quán cà phê nha. Đó, thì mình thấy ở trong cái khu du lịch sinh thái Thiền Định này là có bán những cái loại giống cây nha cả nhà. Thì tùy theo nhu cầu của cả nhà muốn mua giống nào thì chúng ta cũng có thể là xem và lựa chọn. Uống nước ở đâu chị? Dạ, nước lên lầu cũng được. Dạ. À dạ rồi. Rồi đem lên tham quan cái nha. Dạ, dạ. Dạ rồi. Rồi chúng ta cùng tham quan trên lầu nha cái nhà. Đây mình thấy có cho thuê đồ chụp hình nữa này cái nhà. Đây chúng ta có những cây táo này nha cái nhà. Đây là khu vực bên trên thì chúng ta có nấc thang lên thiên đường nè, chụp nè, cái một cái xích đu nè. Chung toàn cảnh này thì cũng khá là đẹp đó cả nhà. Nhưng đến đây thì chúng ta có thể là xem được toàn cảnh cái khu du lịch sinh thái Thiền Định này. Rồi, vậy là mình đã giới thiệu xong với cái nhà ha. Khu du lịch sinh thái Thiền Định này. Để mình cho cái nhà xem cái menu cái nữa trước khi mình kết thúc video nha. Có menu cũng khá là đẹp nè. Đây, những cái loại nước uống của chúng ta đây. Ồ, giá cũng rất bình dân ha, cái nhà ha. Đồ chiên, đồ nướng, đồ kho, đồ hấp, khai vị, cơm, mì, có lẩu nữa cả nhà ha. Rồi vậy là mình đã giới thiệu xong với nhà về khu du lịch sinh thái Thiền Định rồi. Thì theo cảm nhận của mình đó, đây là một cái nơi có thể gọi là cả nhà có thể là nghỉ ngơi, thư giãn. Khoảng chừng là theo mình một thời gian nữa thì những cái cây mà ăn trái ở trong vườn nó lớn thì chúng ta mới có thể thưởng thức nha. Còn thời điểm này thì chúng ta tham quan hoặc nghỉ ngơi. Mình thấy những cái góc này khá là yên bình luôn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sớm nhất. Chào tạm biệt cả nhà.